kế một tí xong rồi bảo nó đưa tiền nữa, bảo anh cần nó đi gọi thằng này. Bánh xèo Nam Bộ ăn là nghiền, ăn là nghiền nhưng mà vẫn mất tiền. Bánh xèo ngon đó con. Bánh xèo của mình là bánh xèo gì đấy? Sao của đồ bữa nay người ta hội cháy à? À đó gọi là xuê mà người ta gọi là cháy. Chạy qua tôm thịt cháo phê.